Hello anh em nha. Nè, lời nói đầu tiên nè, em rửa lời nói đến với anh người tình là Hảo Hảo hả? Đấy, thì mình không có nợ xấu nhưng mà mình ham muốn một cái xe. Nhưng mà mình, nói chung là mình không có tiền, mình muốn mua góp đúng không? Thật sự bên em nè, em nói nghe nè, anh có xe máy đúng không? Có xe máy đúng không? Anh đến đây đổi với em. Anh có ô tô đúng không? Anh đổi với em bù tiền cho anh nếu mà ô tô anh xịn hơn của em, đúng không? Ô tô anh cỏ hơn của em thì anh bù tiền cho em, đúng không? Đấy, thì bên em có thể hỗ trợ là giao lưu nè, trao đổi nè, bù tiền với nhau nè, và thậm chí là sau bán hàng em có hỗ trợ sửa cho anh tính phí nè, bảo hành cho anh nè, và bên em có hỗ trợ cầm xe cho anh luôn, không chơi hết mình với anh luôn, anh yên tâm yên chí đi. Qua gặp em Thịnh Bến Tre, cứ gọi Google Thịnh Bến Tre đi, vị trí là sẽ gặp được nhân viên của em và nhân của em nha, và em luôn. Anh em mình có thể qua là tham khảo, lái thử, chạy thử rất nhiều xe luôn, thật rất nhiều xe luôn em nha, từ tầm 100 triệu đến 500 triệu, rất là nhiều. Anh em có thể qua chạy thử, lấy thử vô tư, không cần gì đâu mà anh em mình nè, em nói anh em đơn giản nè, anh em đi mua xe mới không, anh em được chạy thử không, anh em được test xe thử không, anh em được lấy chiếc xe mới đó anh em chạy chở cha cho mẹ anh em không? Nhưng đối với em Thịnh Bến Tre mình nha, anh có thể qua dẫn thợ lái thử chiếc xe của em, dẫn ba lái thử xe của em, dẫn mẹ lái thử xe của em, dẫn dì lái thử xe của em luôn, chơi hết bài với anh em luôn, miễn là anh em mình dễ thương là em chịu hết mức. Anh em yên chí nha, ok chưa? Anh em liên hệ cho em nha qua số 0564717171 là gặp em nha, để anh em mình cùng có thể với nhau hả, chia sẻ với nhau ha. Còn anh em mình cũng còn muốn mua xe, muốn làm giả, muốn bớt giá xe, muốn đổi xe đúng không, liên hệ cho nhân viên bên em qua số 0564717171 hoặc 0834333771. Cảm ơn em mình nha.